Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Những địa phương được hưởng lợi khi giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe trong nước. Việc giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước trong 6 tháng cuối năm ước tính sẽ làm giảm thu ngân sách tới 9.000 tỷ đồng. Tuy vậy, một số địa phương có nhà máy sản xuất ô tô lại được hưởng lợi. Mới đây, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự án nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Dự kiến nghị định sẽ được Chính phủ ban hành trong một vài ngày tới, với thời gian áp dụng từ mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo tính toán Bộ Tài chính, việc giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước trong 6 tháng cuối năm sẽ ước tính làm giảm thu ngân sách từ 8.000 cho đến 9.000 tỷ đồng. Tuy vậy, theo thống kê từ hai lần giảm lệ phí trước bạ trước đó vào năm 2020 và năm 2022, chính sách này đã góp phần kích cầu mua ô tô của người dân, giúp nhà sản xuất và phân phối ô tô sản xuất lắp ráp trong nước vượt qua được giai đoạn khó khăn với tổng doanh số tăng từ 15 cho đến 20% so với thời gian trước và sau khi có hỗ trợ. Ngoài ra, việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được kỳ vọng sẽ gia tăng số lượng xe ô tô sản xuất, qua đó tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng dành cho các địa phương trong thời gian tới. Có 8 địa phương được hưởng lợi khi thu từ hai sắc thuế này là tỉnh, thành, phố có nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô đóng chân trên địa bàn, gồm có Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Nam, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, tại Vĩnh Phúc có nhà máy của Honda và Toyota Việt Nam, Hải Dương có Ford Việt Nam, Hải Phòng có VinFast, Ninh Bình có nhà máy của liên doanh ô tô Hyundai Thành Công, Quảng Nam có nhà máy của Taco, sản xuất các dòng xe Kia, Mazda, Peugeot và BMW. Bình Dương có nhà máy của Mitsubishi Motor Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh có nhà máy của Mercedes-Benz Việt Nam. Trước đó, từ đầu năm tới nay, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Ninh Bình cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA liên tục kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước. Đầu tháng 6 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước theo hướng giảm 50% so với hiện hành và áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.